Vâng, chào mừng các bác và anh em đã quay trở lại kênh YouTube của Tiki Audio. Vâng, hôm nay Tiki Audio rất là vui. Vui vì bên em về được lô hàng rất là hot mà rất là được các bác anh em yêu âm thanh trên mọi miền Tổ quốc đang mong chờ. Vâng, đó là những mẫu loa Pioneer CS88. Đây là dòng loa Bass 30 và dòng loa đa năng nhập khẩu mới 100%. Và vừa nghe nhạc, vừa hát karaoke rất là tốt. Vâng, thiết kế thì được làm bỏ thùng bằng gỗ lạng rất là cao cấp. Và phía trước được sở hữu một cái e-căng mắt cáo rất là cổ điển. Và một bên thì em cũng đang để e-căng để chúng ta tiện quan sát. Và một bên em đang tháo e-căng ra để chúng ta quan sát rất là cẩn thận và chi tiết. Phía bên trong đó là một cái Bass 30. Riêng dòng loa siêu loa Pioneer CS88 này sở hữu 6 loa trên một thùng. Vì thế nó cho 6 cái đường ra tiếng rất là chuẩn và chi tiết. Bass trung chét rất là sáng. Một Bass 30 phía dưới và một loa trung 12 mặt sáng bóng kia. Vâng, hai loa trung và ba loa chép, một siêu chép kèn, vì thế và hai chép giấy, vì thế cho chúng ta cái chất âm rất là sạch và chi tiết và sạch sẽ. Đặc biệt nghe đôi loa này thật sự là sống động. Và sau đây thì mấy em cũng test một đoạn nhạc luôn và các bác lắng lại và nghe một chút xíu về cái độ hay, về cái độ trải nghiệm đôi loa Pioneer CS88 tại Tiki Audio ạ. Và các bác cùng lắng nghe. Cho tín hiệu nhạc mà chúng ta trải nghiệm nó rất là chi tiết sống động. Bởi vì là Pioneer CS88 này sở hữu một cái công nghệ rất là mới mà phía Trung Quốc đã thiết lập, đó là vừa nghe nhạc vừa hát karaoke. Vâng, nghe nhạc rất là bay bổng các bác ạ. Vâng, và đặc biệt là đôi loa này rất là dễ phối ghép nhé, kể cả âm ly 203 hay là 506 công suất yếu cũng có thể chơi được, vì dao động từ 80 đến 350W và rất dễ phối ghép với lại cục đẩy, công suất và những cái vang cơ vang số rất là phù hợp. Và các bác chúng ta lại cùng lắng nghe. Các anh em nào có nhu cầu sở hữu thì hãy để lại số điện thoại trên kênh YouTube của Tiki Audio, bên em sẽ cập nhật và chia sẻ. Chiều hiên xa đâu dâng dâng niềm thương nhớ ra. Loa chung rất là chi tiết vì nó được sở hữu hai loa chung, một siêu chung và một loa chung ạ. Loa chung giấy. Được nghỉ năm ngày phép mất hai hôm làm quen, em mới cho mình biết thêm. Video rất là cụ thể để chúng ta cùng trải nghiệm và đánh giá và sở hữu. Vâng, bác nào mà xem video này mà cảm thấy cái đôi loa này nó hay thì các bác hãy like và chia sẻ cho Tiki Audio nhé. Tiki Audio luôn luôn cảm ơn tất cả các bác đã đồng hành cùng Tiki Audio suốt thời gian, suốt chặng đường rất là dài, và các bác và anh em đã làm những vị khách rất là thân thuộc. Vâng, một lần nữa Tiki Audio xin phép được dừng video và tất cả các bác vào các video tiếp theo. Vâng, bác nào chưa đăng ký kênh vui lòng đăng ký kênh và nhớ ấn chuông nhé. Tiki Audio luôn luôn cập nhật những sản phẩm hot nhất ạ.